Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 5/6 của bài 18. Trong phần này chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu cái bản từ. Trước khi chúng ta vào phần đàm thoại và bài đọc thêm. Thứ nhất chúng ta có từ mẫu y. Mẫu y là áo len. Như vậy là mặc áo len sẽ là chuan mẫu y, à, cởi áo len ra là thua mẫu y. Và À, âm hán việt của nó từ mau và từ y đều còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình à, lượng từ của nó sẽ là yzen mao y lèn chen mao y một chiếc áo len hai chiếc áo len ví dụ tôi muốn mua một chiếc áo len mùa giao mại yzen mao y mùa đông sắp đến rồi tôi muốn đi mua một chiếc áo len tung thiên giao lại là mùa giáo mại yzen xin mao y từ thứ hai chúng ta có từ xin, xin, âm à, hóa Việt là tâm, vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Thứ nhất có nghĩa là trái tim, thứ hai là tâm, tức là tấm lòng. Ví dụ, dù xin ta ma mạ, một người mẹ rất có tâm. Xin lị là trong lòng. Ví dụ, xin thiên, hòa xin lị hình cao xiên, hôm nay trong lòng tôi rất vui. Hòa xin lị phụ thái cao xiên, trong lòng tôi không vui lắm. Xin lì cũng có thể nói là xin trung Nhưng mà xin lì sẽ dùng nhiều hơn Xin trung thiên về văn viết hơn một chút Kế tiếp chúng ta có từ sang Từ này chúng ta cũng gặp rất nhiều lần Sang động từ là đi lên Sang lỗ là lên lầu Sang phế chí là lên máy bay Sang chớ lên xe Sang hồ chớ lên xe lửa Sang sang lên núi Sang có nghĩa là ở trên Như vậy là sang sang ở Trên núi ví dụ hồ cha cho sang sang Nhà tôi ở trên núi bùa ba bà trái lỗ sang bố tôi ở trên lầu bây giờ bạn tôi ở trên máy bay rồi xin trai bùa phượng dụ phê chí chỉ sang là sang còn có một nghĩa khác nữa là trước sang cơ sinh si là tuần trước sang cơ duy là tháng trước sang trâu à, cũng có nghĩa là tuần trước sang xưa là lần trước cái tiếp ta có từ sinh si thiên là chủ nhật như vậy là xin xi si là thứ hai, xin xi r là thứ ba, xin xi si san là thứ tư, kéo dài cho đến xin si liêu là thứ bảy và xin xi si thiên là chủ nhật. Hôm trước chúng ta có một cái từ đồng nghĩa với nó đó là li bai, li bai thiên. Li bai thiên cũng là chủ nhật. Như vậy chủ nhật tuần trước sẽ nói là sang cơ xin xi thiên. Có khi người ta nói tắt thì sang xin xi thiên thôi cũng được. Cái tiếp từ thứ năm chúng ta có từ li. Li âm à, Hán Việt là lục. Có nghĩa là màu xanh lá cây lục là xanh lá cây từ thứ sáu ta có từ sơ sơ là màu như vậy màu xanh lá cây sẽ là ly sơ ví dụ tôi thích màu xanh lá cây Quả xì hoán ly sơ của xì hoán ly sơ màu đỏ thì hỗn sơ màu đen là hay sơ màu vàng là hoảng sơ cứ y vậy chúng ta ghép vô thôi từ sơ âm à với việc là sắc từ thứ bảy là hủng là đỏ như vậy hỗn sơ À, màu đỏ. Từ thứ 8 chúng ta có từ chèn. Chèn âm hóa Việt là thiển, có nghĩa là nhạc. Nếu đối với màu thì là màu nhạc. Đối với sông, suối, hồ, giếng, biển gì đó thì nó sẽ là cạn. Chữ thiển có nghĩa là cạn. Như vậy chèn hũng có nghĩa là đỏ nhạc. Chèn ly là màu xanh lá cây nhưng mà màu xanh nhạc. Cái tiếp ta có từ lãnh, lãnh ông nói việc là lam, có nghĩa là màu xanh lam, xanh dương á. Như vậy xèn lãnh là màu xanh nhạt, màu xanh lam nhạt thôi. Lãnh sơ là màu xanh. Từ thứ 10 ta có từ bãi là trắng, bãi sơ là màu trắng. Quá xì hoan bãi sơ, tôi thích màu trắng. Bãi chân xanh là áo sơ mi trắng. Bãi diễn là mây trắng. Bãi mạ là ngựa bạch. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 11 là dạng sơ. Dạng sơ là màu hoặc là màu sắc, nó là danh từ. Ví dụ bạn thích màu gì là ní xì hoan sầm mơ dạng sơ. Ní xì hoan dạng sơ, bạn thích màu gì? À, tôi thích màu đỏ, của xì hoan hủng sơ. Tôi thích màu trắng, của xì hoan bãi sơ. Tôi không thích cái màu này, của xì hoan trơ sơ. Từ thứ 12 là từ cân. Từ thứ 12 là từ cân, ông không việc là cánh. Tự lực cánh sinh sẽ dùng từ này với cái nghĩa là càng hoặc là hơn. Ủa bị suy nẻn cân khoái lơ tôi vui hơn năm rồi. À, lý do gì đó. À, quên nhắc lại từ thứ 11 diễn sơ âm hóa Việt là nhan sắc. À, có nghĩa là màu sắc thôi. Còn nhan sắc trong tiếng Việt mình thì thường là nó chỉ cái nét đẹp của người phụ nữ gì đó. Từ thứ 13, từ sân, sân âm hóa Việt là thâm. Thâm có nghĩa là sâu. Mình hay nói thâm sâu á. Như vậy là à, hở hình sinh à, sông rất sâu hài hình sinh biển rất sâu rồi sinh đối với màu thì là màu đậm ví dụ như là xanh hủng là màu đỏ đậm xanh lãnh là màu xanh đậm từ thứ 14, từ tai tai âm với việc là đái không thấy còn dùng trong tiếng việt hiện đại của mình với cái nghĩa là đội ví dụ tai mau giờ là đội nón tai sổ bèo là mang đồng hồ hoặc là đeo đồng hồ tai dành riêng là đeo kính từ thứ 15, giàn chiên là cái kính đeo mắt của mình á, giàn chiên. Lượng từ là dĩ phu chiên, từ thứ 16 là phu. Dĩ phu chiên là một cặp kính hay một chiếc kính gì đó cũng được. Vừa rồi ta có từ mở rộng là thai giảng chiên là kính râm nè, rồi lò hoa chiên là kính lão, rồi chiên xưa chiên là kính cận, vân vân Từ phu ngoài là lượng từ của mắt kính ra, nó còn có nghĩa khác là phó ví dụ phu chủng lì là phó thủ tướng phu trùng chiến lì phó tổng giám đốc phu xeo tràng là phó hiệu trưởng phu ban tràng là lớp phó vân vân kế tiếp ta có từ thứ 17 là thai giảng chiên là kính râm hoặc là kính mát cũng được từ thứ 18 là trình bê trình bê là chuẩn bị mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ý xe tôi trình bê họ là xỉn truyền họ là hành lý đã chuẩn bị xong rồi tôi mua một cái kính râm chuẩn bị đi du lịch sẽ dùng đến của mày dĩ phu thay dạng chiên trình bê lì xiển từ sự hô dung từ thứ 19 là bảo hộ là bảo vệ ví dụ thay uh, dạng chiên khởi dĩ bảo hô chiên kính râm có thể bảo vệ được mắt à, bảo hô âm hơn việc là bảo hộ à, có nghĩa là bảo vệ Chúng ta có từ thứ 20. Từ thứ 20 là hồ sải, hồ là chữ hỏa, hỏa là lửa, còn sải là chữ xài là củi. Nhưng khi ghép vào thì nó sẽ là cái diêm quẹt của mình á. Mãi hồ sải là mua diêm quẹt. Ở er sư là con trai và con gái của mình thì là nì ở, nì ở. Từ thứ 22 là sư, sư là thử. Ví dụ tôi muốn thử cái đôi giày này. Uh, trơ xoăn xẻ của giáo sư xa hoặc là của giáo sư sư tôi có thể thử được không của khởi gì sư mà của khởi gì sư mà cũng đều được ông không việc là chữ thí từ thứ 23 là từ tiền cũng có rất nhiều nghĩa tiền là giờ tiền là giờ, tiền là giờ. ví dụ liễn tiền là 2 giờ liễn tiền pan 2 giờ rưỡi tiền là gật gật đầu tiền thổ là gật đầu tiền, tiền hộ hỏa là châm lửa Tiền tấn là đốt đèn, từ tiền có nhiều nghĩa, tiền là điểm, ví dụ tiền miễn là điểm danh, ừ, tiền miễn là điểm danh. Từ thứ 24 là thổ, thổ là chỉ cho cái đầu, ví dụ đầu của người, của động vật cũng được, rến thổ là cái đầu người, rồi thổ. Giảo thổ là lắc đầu, thổ còn chỉ cho những cái sự vật khác nữa, ví dụ như lưu thổ hay là lưu khổ là đầu đường cũng có thể dùng từ này. Rồi duyên thổ là đầu tháng, nén thổ là đầu năm, cũng dùng được với từ thổ này. Từ thứ 25 là dĩ huê. Dĩ huê là một chút hoặc là một lát. Ví dụ xin tầng dĩ huê, xin chờ cho một chút. Dĩ huê còn có một cái nghĩa khác nữa là một chút nữa. Nì chay trơ tẩn mùa ba. Bạn bằng ở đây chờ tôi nhé. Dĩ huê hồi chưa lại. một chút nữa tôi quay lại. Dĩ huê hồi chưa lại. Dĩ huệ này cũng có rất nhiều vùng ở Trung Quốc. Người ta sẽ phát âm là dĩ huệ. Dĩ huệ, mặc dù người ta biết là dĩ huệ mới là phát âm chuẩn nhưng mà người ta vẫn quen. Người ta nói là dĩ huệ, chúng ta lưu ý như vậy. Từ thứ 26 là từ kênh. Kênh là lượng từ à, cho hòa trải. Như vậy là dưới kênh hòa trải là một que diêm Liền kênh hòa trải là hai que diêm cánh là lượng từ cho những cái gì đó nhỏ nhỏ dài dài Một một cái que gì đó cũng dùng từ kênh này Kênh âm hán Việt là căn à, Từ kênh này nó có nghĩa là cái rễ thâm căn cố đế à, Thâm căn tức là rễ nó đã cắm sâu vào rồi Căn là cái rễ Su kênh là rễ cây từ thứ hai mươi bảy là từ chi Chi cũng có rất nhiều nghĩa Thứ nhất chi là không khí khung chi là không khí à, Chi thứ hai là động từ thì là tức giận Tha chai chi wo anh ấy đang giận tôi Nì bé chi tháp ba Bạn đừng giận anh ấy nữa à, Từ chi cũng có nghĩa khác nữa là khí Ví dụ như là mỹ chi là khí ga Thì mình dịch là ga Wo chi hoan mỹ chi tôi đi đổi ga Rồi Ta có từ thứ 28 là dảo là lắc âm nói việt là chữ giao à, ví dụ như là dao động giảo tôn là dao động vẫn dùng từ này giảo thổ là lắc đầu nếu chó thì giảo quầy pa là vẫy đuôi à, con chó nó vẫy đuôi từ thứ 29 là pa pa là sợ hoặc wow, pa tha tôi sợ anh ấy tha pa của wow, bạn ấy không sợ tôi pa quầy sợ ma quỷ ví dụ thế cũng có nghĩa khác ví dụ như xe ta gìá nhận lại tôi sợ rằng hoặc là tôi e rằng là mưa lớn anh ấy sẽ không đến với cái nghĩa sợ đó từ thứ 30 là sân si cũng là giận nhưng mà à, hoặc là chúng ta dùng một mình nó ví dụ tha sân si là anh ấy giận rồi nổi giận còn nếu mà cái đối tượng bị giận thì chúng ta phải chen vào giữa ví dụ tha sân tha sân nè anh ấy đang giận tôi sân của tôi chi chi tôi đang giận anh ấy nếu không có tơ thì thôi tha sân của chi sân ta chi thì được từ cái tiếp là từ thứ 31 là chỉ mãn là vội hoặc là liền tức là một sự việc gì xảy ra chúng ta vội làm cái gì đó để đối phó chẳng hạn thì sẽ dùng từ chỉ mãn này ví dụ tôi thấy giám đốc giận tôi liền giải thích đó là Hôm nay tôi đến trễ là vì tôi phải đi khám bệnh chứ không phải tôi cố ý. Tôi khan chính lý sân si là. Tôi chỉ mạng số, chính thiên tôi bộ sư cố ý lại hoàn đó. Không phải tôi cố ý đến trễ. Dư quay tôi giáo sư khan biên. Bởi vì tôi phải đi khám bệnh. Như vậy là đến đây chúng ta đã ôn xong cái phần từ mới của bài. À, trước khi chúng ta vào phần đàm thoại và những cái bài đọc thêm xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp à, Xin chào,